cái mọi này nhậu với ăn gì đây? Cua giống cái này không? Tôm heo yếu luôn. Ngon cà phê. Hello mọi người. Thì rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình ngày hôm nay nha. Thì hôm qua thì chị mình có gọi là có bắt cho mình một mớ con chang chang hay là con ghẹm gì á mà mình quên tên rồi. Thì gũ lại là hôm nay sẽ đem lại nhà mình nướng á. Thì mình bắt ốc để nướng thêm cho nhiều á. Các bạn đi với hai cháu mình nha. Bữa nay thì mình bắt ốc ở ruộng mình á. Ruộng này cắt lúa được khoảng gần 2 tháng nữa. Cái này là chét nó lên nè, ốc nó đun theo nó nhiều lắm. Ở đây hai con nè, ốc nó vừa vừa cỡ này không mà chứ nó không có to lắm. Mấy bạn coi cháu mình nó bắt nè, được có ốc rồi nè. Các bạn thấy không, chỗ mình nhiều ốc luôn nè. Ây da. Rồi chim ơi. Nhìn nè các bạn, ở đây có bầy gừng bằng con nè các bạn. Sau một hồi vất vả thì mình bắt được con đuôi ốc rồi nè. Giờ đợi chị kia đem về nhà là ăn hết. Con mà mình nói là mấy con này nè các bạn, chỗ mình thì có người gọi là con ghẹm hay người gọi là con chang chang gì á. Chị mình mò với ruộng ấu á, tưởng chị đem lại mấy con đó không à, ai ngày đem ốc luôn nè các bạn. Giờ mình phụ làm ốc đã. Ghê không, cameraman mấy này chuyên nghiệp quá. Kim xú quay nó quay thấy cái giọt không à. Đúng rồi. Phần cắt khoai vị cái này mềm quá. Trời đa sỏ gì đâu mà dày dữ vậy. Sao nướng chín? Kéo thưa ra. Ốc này thì mình nêm nếm ướp như là ướp hịch vậy á. Còn mấy con ghẹm nó thì đợi nướng rồi tí bỏ mỡ hành vô. Tao là mục đây. Cái ông bụt vậy, quay ông bụt. Ông bụt cũng bự hả? Ông bụt cũng bự. Lấy cái mông kia trả cái đó. Trông hấp dẫn chưa? Kiểu mà gặp trời này là bắt dữ lắm luôn. Trời mưa nó chìm lắm nóng. Cái mọi này nhậu với ăn gì vậy? Khán giả đông quá. Mời các bạn ăn cùng mình. Con ốc. Trời. Mẹ ơi, cầm cầm cầm. Nóng quá không? Cầm mẹ ơi, cầm mẹ ơi. Ăn đi. Ăn cái gì quay nè, ăn đi. Ăn đi, gì mà quay chứ đâu có chụp hình đâu. Ăn đi. Ăn thầy con rút cơ. À, rút ăn đi. Ăn đi. Ngon heo. Ngon không? Bán cho bố sâu rồi. Nóng với bố. Nóng phải không? Nóng bố quá. Cẩn thận nha. Sâu đi. Rồi trời ơi, thơm ngon quá, thấy thèm muốn chết luôn mà không ăn sao được. Quất một cái coi. Vô cốc coi. Vô cốc coi. Ăn cỏ đâu ăn đây. Cũng kê cũng với bà cốc kìa heo. Cũng 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 vô. Cũng heo yếu luôn. Vô bà cốc đi. Rồi. Bỏ một muỗng đường á. Trời đi ngang mà xin được cái sâu ốc này là ngon lành luôn. Ngon lành cành đào. Nóng quá, muốn cành nắp luôn.
gai rác cưu. Cho con sau đi mẹ. Bao gặp tiền có tiền rồi ông con ơi. Ngon lắm các bạn. Tên dung trùng cái đất. Dung trùng như lại. Cái cây nhỏ 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 nhỏ. Tiền nhỏ luôn á. Cảm giác đã lắm. Chào các bạn mình ăn nha. Ăn đi. Chào các bạn đã ăn với mình nha. Ngon không? Ngon. Ngon không? Thì không? Cái gì ba miếng này? Hai con ăn đi. Ngon quỳnh đúng. Ba đũa cho bạn. Giờ thì tới lượt mấy con này nha các bạn. Rồi con này nè. Uống rồi. Chảy nó miếng. Nhìn thèm quá các bạn người. Bạn nhìn này nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn thiệt à. Hấp dẫn thiệt. Hấp dẫn thiệt. Hấp dẫn thiệt. Hấp dẫn thiệt. Thơm ngon cơm từng hết thịt luôn các bạn à. Bó tay rồi. Có một sự ngon nhẹ ở đây. Ba ơi, hút nước à. Không đúng ạ. Video của mình đến đây là kết thúc với các bạn. Mong các bạn dành chút ít thời gian đăng ký cho ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye bye.